Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 97 96 96, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsound.vn. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của TechSound Việt Nam. Và lâu lâu rồi chúng ta lại cùng nhau đi đến, đó là cái tiết mục đó là review, đánh giá chi tiết các thiết bị âm thanh. Thời gian gần đây thì đang có cái lịch vừa mới diễn ra mà kết thúc rồi, đó là cái sự kiện triển lãm âm thanh tại Hà Nội. Nên là em cũng bận quá tham gia mấy cái vào của mấy cái chương trình đấy, nên là cũng không lên sóng được cho các bác nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review và đánh giá chi tiết một thiết bị âm thanh có lẽ là nhiều bác đang quan tâm, nhiều bác đang chờ đợi, và cũng như là chờ đợi em review xem là cái thiết bị nó như thế nào, nó có tính năng ra sao. Trong một bộ dàn âm thanh của chúng ta, bất kỳ từ phòng hát karaoke gia đình đến phòng hát karaoke chuyên nghiệp, đến biểu diễn chuyên nghiệp, đến ba lao club vũ trường, thì chúng ta mặc dù được chúng ta có dùng bất cứ một cái loa gì hay là một cái chiếc subwoofer gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cần có nó. Đó chính là chiếc amplifier, hay còn gọi chúng ta là gọi là bộ khuếch đại công suất. Ngoài ra nữa, ở nôm na ở Việt Nam chúng ta cứ tức gọi là cục đẩy công suất, hay còn gọi là main, rồi là tiếp đến là power, rất nhiều cái gọi khác nhau, còn gọi là ampli ngắn đi. Đấy, ampli không thôi. Thì cái cách gọi nào đi chăng nữa thì chúng ta cứ quy về một cái chuẩn của nó. Nó gọi tắt là gọi chuẩn ở trên thế giới là amplifier, tức là bộ khuếch đại công suất. Vậy là bộ khuếch đại công suất của chúng ta hiện tại có lẽ là chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề bởi vì sự phân biệt. Trước khi đi đến review chiếc sản phẩm này thì em sẽ phải đính chính lại cho các bác để các bác hình dung hơn về sản phẩm này trước khi chúng ta đi vào review. Ở trên thời điểm hiện tại thì chúng ta đang quen thuộc với hầu hết ba thiết bị về amplifier. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy quen thuộc với những chiếc amplifier Jaguar hay còn gọi là California. Nhà các bác đang sử dụng đó. Đấy là một dạng đầu tiên mà chúng ta gọi là chiếc amplifier được tích hợp bộ xử lý ở trong, rồi là bộ trộn effect hiệu ứng có sẵn ở trong đó. Nhưng nó ở dạng là analog thôi. Tiếp đến nữa là chúng ta quá quen thuộc với những chiếc cục đẩy công suất hay còn gọi là main power của chúng ta, bao gồm những chiếc cục đẩy công suất có chiết áp để vặn, có những cái núm ở phía trước của chúng ta. Chúng ta muốn chiếc amplifier đó nó có thể xử lý được chiếc loa thì chúng ta cần phải xử lý từ trên vang số này, trên DSP này, thậm chí là trên các thiết bị khác nữa, rất nhiều thiết bị nữa để nó làm sao có thể sử dụng được. Tiếp đến nữa là một thiết bị gọi là cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại đi, đó là những chiếc amplifier hay còn gọi là những chiếc cục đẩy được tích hợp DSP controller và preset của các hãng nằm ở trong một chiếc amplifier. Nói nôm na thì chúng ta sẽ biết là gì? Một chiếc amplifier trước đây chúng ta sẽ phải chứa đựng rất nhiều thứ, bao gồm là DSP xử lý tín hiệu, rồi là bộ càn xôn về power, rồi là rất nhiều thứ nữa để can thiệp về tính năng công năng của loa, hay còn gọi là chia quay cho loa, hay còn gọi là làm mạch phân tần thụ động cho loa đi. Thì nếu như mà trong cái vấn đề là chúng ta đi tìm những cái thiết bị để chúng ta sử dụng vào nó thì nó vô vàn những cái thiết bị để chúng ta có thể phối ghép vào nó, nhưng chi phí lên rất đắt. Và ngày nay những thiết bị đó được tích hợp sẵn vào trong một chiếc amplifier, đó là một chiếc amplifier tích hợp DSP ở trong. Và tất cả những thiết bị như là controller rồi là bộ quản lý loa của chúng ta sẽ được nằm ở trong chiếc amplifier. Và các bác lưu ý, những chiếc amplifier này nó không có echo, nó không có reverb, nó không có xử lý micro cho chúng ta đâu. Đây là thiết bị xử lý và quản lý tín hiệu loa và quản lý preset của loa một cách hoàn hảo và tốt nhất. Đó là ba cái để giúp cho các bác hình dung hơn nhá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đó là một thiết bị amplifier được tích hợp DSP, và tiếp nữa là chúng ta được tích hợp controller và thiết bị đó là trong đó tích hợp quản lý loa chúng ta một cách tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay em sẽ không tập trung vào đi nói về sâu về yếu tố về kỹ thuật của sản phẩm này nữa. Em sẽ tập trung giới thiệu về công năng của sản phẩm này, làm sao cho các bác hình dung hơn về thiết bị này để ứng dụng làm sao cho nó phù hợp nhất các bác nhé. Trước mặt các bác đây, đó chính là một chiếc amplifier. Nếu như mà các bác nhìn như thế này, chúng ta sẽ không thấy bất cứ một cái núm gì ở trên này cả, đúng không ạ?
Bình thường những chiếc âm Free Fire ngày xưa chúng ta sẽ phải có những cái núm vặn, những cái chiếc đáp vặn như này. Vậy những chiếc âm Free Fire này kiểm soát nó như thế nào, sử dụng nó ra sao, thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và cách vận hành kết nối nó như thế nào các bạn nhé. Và đây là một chiếc âm Free Fire được nghiên cứu và phát triển cũng như là thiết kế tại Mỹ, USA, và được sản xuất tại Costa Rica, tức là tại Trung Mỹ. Tuyệt vời. Các bạn lưu ý đây là một sản phẩm có xuất xứ. Những cái gì mà chúng ta sẽ thấy nó đến từ Mỹ, chúng ta sẽ thấy nó đến từ Anh Mỹ, là chúng ta thấy nó gì, nó rất bền bỉ, nó rất là xịn sò về công nghệ. Cứ nhắc đến công nghệ, chúng ta nhắc đến từ USA, chúng ta sẽ thấy tự hào rồi. Vẻ bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một chiếc âm Free Fire có kích thước 1U. Và mã được sử dụng ở đây đó chính là mã là 354. Tức là mỗi kênh của chiếc âm Free Fire của chúng ta cung cấp ra năng lượng là 350W và chiều kháng 8 ohm. Nhưng 350W này chúng ta sẽ thoải mái, chúng ta có thể tùy biến, chúng ta có thể lấy hơn 350W với công nghệ đó là Smart Power Bridge. Chúng ta có thể lấy công suất được nhiều hơn 300W. Vậy một chiếc âm Free Fire này nó có thể hoạt động tốt cho những đôi loa với công suất bát, ví dụ như chúng ta hay sử dụng nhiều là bát 30 đi, với con subwoofer bát 40 là chúng ta có thể chạy một cách vô tư rồi. Nó chạy rất bạo lực luôn, đánh rất kinh khủng luôn. Đó là công nghệ. Và tiếp đến nữa, ở phía trước đây chúng ta sẽ quan tâm, các bác sẽ nhìn thấy đó là một cái thiết kế design vô cùng đẹp, nhìn rất là đơn giản, rất là dễ hình dung. Và nhìn như thế này thôi, chúng ta có thể lắp vào bất cứ một cái thiết bị gì, hay là chúng ta lắp vào vị trí, đặt ở vị trí nào chúng ta như một vật trang trí vậy. Vậy là những chiếc âm Free Fire nó như thế này rồi, nó xịn sò như thế này rồi, nó xuất xứ tốt như thế này rồi, thì chúng ta sẽ thấy là liệu rằng mua những chiếc âm Free Fire này về sử dụng thế nào nhỉ? Ngày xưa chúng ta cứ thấy là cứ những cái nút này là chúng ta thấy là vặn lên là vặn, là dễ đúng không? Nhưng chúng ta đang bị hiểu lầm, không phải mỗi cái nút này nó hoạt động ở đâu. Chúng ta phải can thiệp ở trên phần mềm, chúng ta phải can thiệp trên DSP rồi thì cái loa của chúng ta mới hoàn hảo được. Trong chiếc âm Free Fire của LEA này thì chúng ta kết nối với nó một cách vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần kết nối với Wi-Fi của chính chiếc âm Free Fire này phát ra, hoặc chiếc âm Free Fire này kết nối với mạng LAN trong gia đình của nhà chúng ta. Chúng ta có thể điều khiển với nó trong thông qua mạng chính Wi-Fi của gia đình chúng ta, là chúng ta có thể điều khiển một cách bình thường rồi. Ngoài ra chúng ta có thể dùng một chiếc máy tính như thế này, chúng ta có thể điều khiển và control vận hành một cách vô tư với tất cả những cái gì chiếc âm Free Fire của chúng ta đang hoạt động như thế này. Toàn bộ những tính năng, những công năng của chiếc âm Free Fire này nó có những cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ phải quan tâm nhất đến cái vấn đề yếu tố đó là quản lý loa. Một chiếc âm Free Fire đến từ LEA này chúng ta sẽ chứa đựng toàn bộ công nghệ cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại về DSP, bao gồm những tính năng ví dụ như là chúng ta có thể xử lý được toàn bộ những tính năng ví dụ như là chọn đầu vào input tín hiệu từ analog đến Dante, từ những cái chuẩn cao cấp nhất đến 96 kHz tần số lấy mẫu. Tiếp đến nữa là chúng ta có thể kiểm tra được bất cứ những cái gì đang kiểm soát được trên cái âm Free Fire đang hoạt động với cái loa của chúng ta. Trong quá trình chúng ta sử dụng cái loa của chúng ta đang hoạt động như thế nào, nó đang xảy ra vấn đề gì, nó cũng có thể báo được hết. Tiếp đến nữa là những chiếc âm Free Fire này nó sẽ chứa đựng sẵn những preset sẵn của hầu hết tất cả các hãng. Nếu loa của các bác đang sử dụng, ví dụ như là các bác đang sử dụng nhiều nhất như là JBL này, rồi tiếp đến là Martin Audio, rồi tiếp đến đó là Bow này, rồi là đến HK này, rồi là đến Nova này, rồi là Nexo, rồi đủ các thể loại, hầu hết nó có preset ở trong này cho chúng ta, để chúng ta có thể là gì, chỉ việc loát ra và dùng, không phải làm cái gì cả. Cái điểm lợi hại của chiếc âm Free Fire này là gì? Nó đã được tích hợp tất cả bộ quản lý ở trong này, bao gồm là limiter, bao gồm là pick của loa cho chúng ta. Cái này là cái quan trọng. Tại sao cái vấn đề này quan trọng? Khi các bác sử dụng chiếc âm Free Fire này cho cái loa của chúng ta thì các bác cứ yên tâm là cái loa của các bác không bao giờ cháy được đâu. Tại sao nó xảy ra câu chuyện đấy? Với mỗi một cái loa của chúng ta, nó sẽ đều có một mức tiêu thụ năng lượng cố định. Ví dụ RMS, Program và Peak. Nếu như chúng ta đưa cho cái loa ở trong cái mức của cái loa tiêu thụ tối đa thôi thì muôn đời cái loa không bao giờ cháy được. Vậy là trong trường hợp nó quản lý bằng cách nào? Những chiếc âm Free Fire bình thường không làm được.
những chiếc âm Freeview bình thường hay những chiếc DSP bình thường, chúng ta chỉ quản lý nó bằng những cái đường ví dụ như là compressor, limiter tín hiệu đầu vào thôi. Nhưng với LEA, nó sẽ limit cho chúng ta công suất luôn. Ví dụ như đôi loa nhà các bác, xem ở trên spec sản phẩm, thông số kỹ thuật sản phẩm, đôi loa của chúng ta có RMS là 300W và program là 600W. Thì các bác chỉ việc nhập vào chiếc âm Freeview này thôi, đó là thông số RMS và thông số program peak nữa, thì chúng ta sẽ yên tâm là gì, nó sẽ lấy ra công suất tối đa nhất của cái kênh âm Freeview này. Các bác có thể mở tè le, các bác có thể đẩy vô tư luôn, thì nó cũng chỉ ra tối đa là ví dụ như là 600W, là ra đúng 600W. Mặc dù những chiếc âm Freeview này có thể lên đến 1500W, nhưng các bác lấy ra 200W thì yên tâm, cái kênh mà các bác khi mà các bác làm ấy, các bác gọi ra thì nó chỉ nằm ở 200W mà thôi, nó không lên được đến 201W luôn. Vậy là những chiếc âm Freeview bình thường có làm được không? Không thể. Những chiếc âm Freeview bình thường các bác dùng chiếc đáp, khi mà các bác dùng những chiếc DSP các bác đẩy tín hiệu lớn vào thì lập tức nó vẫn sản sinh ra công suất tối đa luôn. Nếu trong trường hợp đen, nếu như công suất của âm Freeview lớn hơn rất nhiều so với công suất của loa, chúng ta chỉ cần vặn quá công suất thôi, loa đi ly biệt luôn. Nhưng với LA thì không bao giờ xảy ra chuyện đấy. Ngoài limit compressor về tín hiệu đầu vào thì nó còn là limit luôn cả công suất đầu ra nữa. Các bác thấy lợi hại chưa? Ngày xưa chúng ta chỉ nghĩ đến nó là limit tín hiệu đầu vào thôi, đó là input thôi. Nhưng ngày nay LEA đã làm cho chúng ta đó là limit luôn, giới hạn luôn cả công suất đầu ra của chiếc amplifier để phù hợp với cái loa của chúng ta đang sử dụng. Quá tuyệt vời. Tiếp đến đó là một tính năng mà chúng ta sẽ phải quan tâm đến chiếc amplifier LEA này, đó là gì? Chúng ta thường quan tâm. Ngày trước ấy, khi mà chúng ta bridge hai kênh lại, bridge mono lại, bridge lại là gì? Chập cầu công suất lại, hai kênh chập một để nhân đôi công suất lên, để có thể là gì? Chiếc amplifier đó, chúng ta có thể kênh đó, chúng ta bridge hai kênh lại để đánh subwoofer chẳng hạn, để cho nó công suất nó khỏe hơn, nó ít lên. Nhưng với LEA, ngày nay chúng ta cái công nghệ bridge đó, chúng ta sẽ được gói gọn lại rất đơn giản. Đó là chúng ta chỉ cần một cú click thôi ở trên phần mềm thôi, có 1, 2, 3, 4 kênh bất kỳ như thế này. Ví dụ như em chọn kênh số 2 đi, em bridge, thì lập tức kênh số 2 của chiếc amplifier này sẽ được x đôi công suất lên, và tất cả những kênh còn lại 1, 3, 4 vẫn chạy bình thường với mức đó là 85% công suất. Quá ảo diệu. Ngày trước khi chúng ta bridge như thế này, chúng ta sẽ phải rắc rối trong cái trường hợp là chúng ta phải ra đằng sau, chúng ta phải chuyển dây loa này, chúng ta phải chuyển rắc loa này, và chúng ta sẽ mất đi hai kênh. Cứ kênh 1 bridge kênh 2 thì chỉ còn một kênh, kênh 3, kênh 4 bridge lại cũng chỉ còn một kênh. Nhưng với LEA, chúng ta bridge một kênh bất kỳ, 1, 2, 3 hoặc 4, chúng ta chỉ việc nhấn nhất phần mềm thôi, lập tức kênh đấy x đôi và ba kênh còn lại vẫn hoạt động một cách ngon lành cành đào luôn. Quá lợi hại. Điều này chưa từng xảy ra trên một mẫu amplifier nào đó ở trên thị trường. Đó là những điều tuyệt vời. Đó là về những cái công nghệ, những cái tính năng nổi trội của chiếc amplifier này, của LEA này. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ còn rất nhiều những công nghệ nữa nằm ở trên chiếc amplifier này. Nhưng chúng ta sẽ tập trung nhất vào những cái tính năng và công năng mà giúp cho các bác có thể dễ hình dung hơn. Và ngoài chúng ta điều khiển bằng phần mềm trên máy tính như thế này, các bác nghĩ đây là phần mềm, đây không phải phần mềm. Chúng ta chỉ cần truy cập vào một địa chỉ IP thôi. Khi các bác kết nối với mạng LAN hay Wi-Fi của chiếc amplifier này, nếu như chiếc amplifier này kết nối với mạng gia đình của các bác thôi, thì lập tức nó tự xuất hiện địa chỉ IP trên màn hình LCD ở phía trước của chúng ta. Các bác chỉ cần truy cập trên địa chỉ một trình duyệt web bất kỳ, ví dụ như là 192.168.1.3 chẳng hạn, thì lập tức phần mềm của chúng ta thì nó sẽ xuất hiện trên giao diện web của chúng ta. Các trình duyệt như là Safari, Cốc, Chrome, rồi các trình duyệt khác nữa thì nó cũng sẽ xuất hiện lên đây. Chúng ta sẽ không phải đau đầu đi trong cái trường hợp chúng ta phải đi tải phần mềm, chúng ta đi tìm kiếm phần mềm ở đâu cả. Một cách dễ hình dung nhất, chiếc amplifier này config cho chúng ta giống như một cái router Wi-Fi. Nếu như các bác can thiệp cái router Wi-Fi như nào, thiết lập như nào, thì chiếc amplifier này thiết lập đúng như vậy luôn, hầu hết không khác một tí nào cả. Rồi, sợ máy tính. Nếu như chúng ta sợ máy tính
thì chiếc âm Free Fire này nó có thể can thiệp với bất cứ, chúng ta chỉ cần vào bằng điện thoại thôi. Trên điện thoại cũng tương tự, các bác chỉ cần truy cập vào một địa chỉ IP giống như trên máy tính thì lập tức trên này cũng sẽ xuất hiện những chiếc âm Free Fire của chúng ta, và chúng ta cũng có thể điều khiển một nó một cách ngon lành cành đào, tất cả tính năng trên chiếc âm Free Fire này một cách vô cùng nhanh và vô cùng tiện lợi. Đây là những tính năng các bác có thể nhìn thấy, nó không khác gì nhau và nó vô cùng nhanh, chỉ tính bằng giây thôi, rất khủng khiếp. Bao nhiêu chiếc âm Free Fire đang online đều hiển thị trên đây. Ngoài ra nữa, những tính năng tiếp theo, chiếc âm Free Fire này chúng ta có thể ngồi ở bất kỳ đâu, chúng ta có thể điều khiển được nó thông qua cloud. Mỗi một người dùng chúng ta có thể vào trang của LEA, chúng ta có thể tạo một cái tài khoản, đó là cloud chúng ta, và chúng ta truy cập vào cái trang cloud.lea.cloud là chúng ta có thể tạo tài khoản. Sau đó chúng ta add chiếc âm Free Fire của chúng ta và chúng ta có thể ngồi điều khiển ở bất kỳ đâu. Ví dụ em đang ở Hà Nội, em có thể điều khiển ở tận bên Mỹ cũng được, tận bên Pháp cũng được, bình thường với chiếc âm Free Fire. Điều khiển mọi thứ trên chiếc âm Free Fire chứ không chỉ là những tính năng như là tăng giảm âm lượng, mọi thứ luôn. Ngoài ra, chiếc âm Free Fire này có những tính năng mà các bạn cũng phải nên quan tâm. Đó là tính năng, đó là những cái chứng chỉ đầu tiên trên thế giới về một chiếc âm Free Fire, đó là chứng chỉ năng lượng xanh. Những chiếc âm Free Fire này khi ở chế độ không có tín hiệu đầu vào, không hoạt động thì nó sẽ quay trở lại bằng không luôn, không tiêu thụ công suất, không tiêu thụ năng lượng. Tiếp đến là trong quá trình sử dụng của chúng ta, dù mặc dù có mắc loát đi chăng nữa thì cũng chỉ tiêu tốn đâu đó chỉ vài chục đến hơn 100W thôi. Vô cùng tuyệt vời với mỗi một mẫu âm Free Fire đến từ 354 như này, và mắc trên một kênh là 100W, vậy là 4 kênh chúng ta đã nhé, phải 400W. Nhưng với chiếc âm Free Fire này tiêu tốn của chúng ta mỗi kênh đâu đó chưa đến 100W. Kinh khủng. Cái điều này chúng ta sẽ thấy thực tế là một cái bóng đèn, một cái bóng đèn của chúng ta, đèn LED, mà tại sao nó tiêu thụ có 20W thôi mà nó sáng thế, mà cái bóng đèn sợi đốt chúng ta là hàng 200W mà sao nó vẫn tối vậy. Thì âm Free Fire này cũng vậy. Vậy là những chứng chỉ năng lượng xanh này giúp chúng ta trong hoàn trường hợp như nào? Đó là những trường hợp mà nếu như mà các bác đang lắp những thiết bị âm thanh vào những môi trường mà yêu cầu đó là những thiết bị tiêu thụ năng lượng cực kỳ thấp thì LEA vô cùng hợp cho các bác. Ví dụ trên tàu thuyền, rồi vào những môi trường chính phủ đặc biệt thì yêu cầu năng lượng tiết kiệm của chúng ta, thậm chí là nhà các bác. Ở thời điểm hiện nay về vấn đề tiêu thụ điện năng vô cùng đau đầu, sắp tới héo giá còn tăng, điện tăng vô cùng, thì chúng ta khi sử dụng LEA thì các bác yên tâm là tiết kiệm điện năng vô cùng tuyệt vời luôn. Hát tè le từ lưa thì chắc nữa là tháng chắc chúng ta chỉ mất tí tiền điện với bộ âm thanh chúng ta thôi. Quá tuyệt vời. Ngoài ra nữa, với chiếc âm Free Fire này chúng ta có thể vô tư trong trường hợp là không bao giờ có thể lo trong trường hợp là cắm nhầm điện hay là điện yếu hay điện thấp. Với LEA chúng ta hoạt động giải điện từ 85 đến 285V. Từ 85V đến 285V. Và chúng ta có thể cài đặt được mức giới hạn điện áp, đó là giới hạn điện áp trên và dưới. Nếu chúng ta cài đặt giới hạn điện áp trên là chúng ta có cắm vào để điện 3 pha đến nữa thì chiếc âm Free Fire này cũng không hỏng, nó không lên. Nani? Và đương nhiên những công nghệ ở trong chiếc âm Free Fire này đó là những công nghệ nguồn của PFC rồi. Tiếp đến nữa là những cái mạch về công suất ở trong này chúng ta cũng là sử dụng những cái mạch công nghệ Class D tiên tiến và hiện đại nhất ở thời điểm hiện tại. Và tiếp đến nữa là chúng ta hay thông thường chúng ta quan tâm là những chiếc âm Free Fire này nhiều công nghệ thế, nhiều công năng thế, khi hoạt động nó có nóng không? Nó có bền không? Với chiếc âm Free Fire của LEA này trong quá trình chúng ta hoạt động gần như không phát sinh nhiệt, rất mát cho chúng ta. Và những hệ thống quạt gió ở trong này gần như chúng ta không nghe thấy tiếng, với độ ồn cam kết thấp nhất của âm Free Fire ở trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Các bạn có thể chạy và không nghe thấy tiếng quạt gió luôn, không nghe thấy một cái gì cả, vô cùng êm ái luôn. Vậy là liệu nó có bền không nhỉ? Với hãng LEA cam kết được chúng ta có chế độ bảo hành mở rộng lên 6 năm cho chiếc âm Free Fire này. Vậy là gì? Loa của chúng ta thay 6 lần âm Free Fire vẫn còn bảo hành. Tuyệt vời. Chúng ta không nghĩ là một chiếc âm Free Fire này nó lại có nhiều tính năng đến thế, nhiều công năng đến vậy, và vận hành lại còn quá dễ nữa. Các bác không phải làm gì cả, chúng ta chỉ cần một cái điện thoại thôi, gõ vào một cái địa chỉ IP, thế thôi, điều khiển to nhỏ. Nếu trong trường hợp khó khăn quá thì em gửi, chúng ta chỉ cần loát preset đúng cái loa các bác đang sử dụng là nó chạy, không phải làm gì cả, quá dễ luôn. Những chiếc âm Free Fire như này khi chúng ta hoạt động, chúng ta sử dụng thì chúng ta mới khai thác được tất cả những chiếc loa của chúng ta hay còn bộ dàn âm thanh của chúng ta một cách triệt để và tối ưu hóa nhất cho chúng ta.
Tiếp đến đó là những chiếc amplifier này nó còn nhiều rất nhiều chức năng nữa vào một cái nhà thông minh nữa cho chúng ta. Ví dụ như là trong trường hợp là chúng ta có thể điều khiển các tính năng nhà thông minh thông qua các công nghệ, ví dụ như là công nghệ API. Chúng ta có thể điều khiển qua thông qua TCP/IP, kết nối với hệ thống nhà thông minh chúng ta. Vào nhà chúng ta chỉ cần cảm ứng trên các bảng điều khiển được tích hợp sẵn trong nhà chúng ta, nhấn là hệ thống này tự bật. Quá thông minh. Vừa rồi thì các bác xem ở mặt trước của chiếc amplifier LEA, nó rất đơn giản đúng không? Và mặt sau nó cũng đơn giản vô cùng như vậy. Ở mặt sau chiếc amplifier LEA các bác sẽ nhìn thấy là gì? Nó vô cùng dễ sử dụng, thân thiện lắm luôn ấy. Đầu tiên chúng ta quan tâm là cái vị trí này là cái vị trí jack cắm nguồn của chúng ta. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cắm nguồn và nguồn này là nguồn phổ thông thôi. Chúng ta sẽ dùng bất cứ một cái dây nguồn nào chúng ta có thể cắm vào đây. Thậm chí trong chiếc thùng của chiếc amplifier đã được trang bị hết cho chúng ta rồi. Tiếp đến ở đây nữa chúng ta sẽ có một nút bấm nguồn. Cái nút bấm nguồn này khi chúng ta kết nối vào chúng ta có thể nhấn để cho nó bật lên và nhấn để cho nó tắt đi. Và những chiếc amplifier này khi chúng ta nhấn vào đây, mỗi lần nhấn như thế này thì có thể lần sau chúng ta không cần phải nhấn nữa. Nó tự bật lần sau khi có điện vào, nó tự bật. Còn chúng ta có thể nhấn là trong trường hợp là lần sau có điện vào nhưng tôi vẫn phải bật thì nó mới lên. Đó là những cái chế độ về nguồn. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng IO. Cổng IO này là gì? Đó là thông qua API giúp chúng ta có thể điều khiển remote từ xa. Remote vào nhà thông minh, remote vào những cái thiết bị như điều khiển cửa cuốn, mảnh rèm gì đó. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ cứ quan tâm đến cái vấn đề đó là những cái input đầu vào trước, sau chúng ta mới quan tâm đầu ra. Ở đây input đầu vào thì chúng ta sẽ thấy là gì? Để điều khiển được chiếc amplifier này như vừa nãy em nói rồi, chúng ta sẽ cần kết nối với mạng LAN. Hoặc lập tức chiếc amplifier này sẽ phát ra wifi bằng cái nút bấm ở đây. Các bác có thể nhấn ở đây thì lập tức chiếc amplifier này sẽ phát ra wifi. Các bác sẽ kết nối với nó để có thể điều khiển tất cả những cái chiếc amplifier này thông qua máy tính hoặc điện thoại. Hoặc chúng ta có thể cắm dây mạng LAN của gia đình chúng ta vào đây. Và lập tức cái mạng wifi các bác đang mắc trong gia đình thì cũng vẫn điều khiển chiếc amplifier này một cách bình thường. Và tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. 4 input đầu vào. 4 input này đầu vào sẽ là độc lập cho các bạn nhé. Nó sẽ độc lập cho chúng ta. Chúng ta thích input 1 ra kênh 1, input 1 ra kênh 2, input 1 ra kênh 3, kênh 4. Tùy biến cho chúng ta luôn. Vậy là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 tín hiệu âm thanh vào một cách độc lập, 4 bài hát khác nhau. Và lập tức nó sẽ chia ra là 4 kênh đầu ra với 4 loa, với 4 bài nhạc khác nhau. Vô tư luôn các bạn ạ. Lợi hại. Vô cùng lợi hại và vô cùng tuyệt vời. Và mỗi một cái đường input này chúng ta sẽ có một cái núm bấm ở đây, muốn vặn âm lượng ở đây là gì? Đó là cái nút này chúng ta có thể chỉnh gain input đầu vào cho từng đường. Đôi khi đường này của tín hiệu của điện thoại, cái này của máy tính, cái này của thiết bị TV, cái này thiết bị của đầu VOD phát. Nhưng mỗi một nguồn vào chúng ta sẽ có mức âm lượng khác nhau. Thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái nút chế đáp này để điều khiển tất cả những thiết bị chúng ta về chung một mức âm lượng. Ví dụ chúng ta để 0 dB thì tất cả những thiết bị của chúng ta vào đó là 0 dB, để tránh hiện tượng đó là bị bể tiếng, bị vỡ tiếng, bị nát tiếng do tín hiệu đầu vào bị quá lớn hay gain đầu vào bị quá lớn. Tiếp đến là chuẩn. Chuẩn ở đây chúng ta sẽ có một cái chuẩn. Đây các bác có thể nhìn thấy nó chỉ là một cái rắc như thế này cho chúng ta thôi. Và ở đây nó sẽ ghi rõ chúng ta đấu nối là gì. Đó là mát âm dương. Chúng ta chỉ cần kẹp 3 đầu rắc dây tín hiệu vào đây thôi. Nhanh vô cùng và rất dễ đấu. Còn đương nhiên những cái đầu vào của chúng ta bao gồm là từ hoa sen chuyển đổi ra đây, hoặc từ Canon chuyển đổi ra đây, từ 6 ly chuyển đổi ra đây. Đó là tùy các bác, từ thiết bị đầu vào của chúng ta. Chúng ta dùng cái chuẩn gì cũng ra đây, các bác chỉ cần kẹp đúng 3 sợi vào đây chuẩn này thôi. Chúng ta đưa vào đây và chúng ta kẹp vào đây thôi. Vậy là với LEA được trang bị sẵn cho chúng ta như thế này rồi. Chúng ta chỉ việc đấu nối vào đây thôi. Nếu như trong trường hợp là các thiết bị amplifier khác, chúng ta phải dùng jack chúng ta cắm, chúng ta hàn, chúng ta đấu nối thì đôi khi chúng ta không biết. Những cái jack Canon, những cái chuẩn 6 ly chúng ta đâu có biết hàn đâu. Chúng ta không biết làm gì cả. Thì với LEA chúng ta làm trực tiếp đây và vô cùng chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn và cực kỳ nhanh, tiện lợi. Ai cũng có thể đấu nối được cái này. Chỉ cần một cái tô vít chúng ta vặn thôi. Và nó rất chắc chắn. Điểm tiếp xúc của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Chặt, chắc chắn và tiện lợi. Và chúng ta lại còn tiết kiệm được cả về kinh tế nữa. Đó. Và tiếp đến nữa, chúng ta sẽ quan tâm ra đầu ra loa. Với đầu ra loa ngày xưa chúng ta hãy quan tâm một chiếc amplifier, chúng ta hay dùng những cái chấu kẹp này, vặn tay này, rồi là jack speaker. Với jack speaker chúng ta sẽ phải mất tiền mua thêm jack speaker, chưa chắc các bác biết đâu. Có cái thì 1+1-, cái thì 1+2-, cái thì 1+2+, rất nhiều yếu tố khác nhau. Thì với LEA chúng ta cũng được trang bị sẵn một cái jack như thế này. Các bác sẽ nhìn thấy đây, rất đơn giản. Chúng ta sẽ được đánh dấu rõ là cộng trừ ở đây. Các bác chỉ cần lấy cái tô vít chúng ta vặn này, đưa cái dây loa này đấu vô cùng chắc chắn và không bao giờ tụt được. Các bác chỉ cần đấu đúng như này thôi, cộng trừ chấm hết, ai cũng làm được. Sau đó chúng ta cắm vào
kênh chúng ta mong muốn. Chấm hết, xong. Vậy là chúng ta cũng tiết kiệm một kinh phí khá nhiều và ai cũng có thể đấu được. Với LA họ nghĩ đến cho người tiêu dùng làm sao vận hành một cách dễ nhất các bạn nhé. Vậy là những tính năng như vậy, là những chiếc âm Free Fire như thế này, ứng dụng rộng rãi như vậy, tính năng tốt như vậy, mọi yếu tố tốt chất ở thời điểm hiện tại rồi, thì với mức giá bán như thế nào? Với một chiếc âm Free Fire này, với mức giá bán vô cùng dễ chịu, để sở hữu một chiếc âm Free Fire chứa đựng như thế này, xuất xứ tốt như thế này, chất lượng đỉnh cao như thế này, công nghệ tuyệt vời như thế này, thì với mức giá bán chúng ta sở hữu được chiếc âm Free Fire này đâu đó trên 60 triệu đồng để chúng ta có thể sở hữu được chiếc âm Free Fire vô cùng tuyệt vời như này các bạn nhé. Vậy là một chiếc âm Free Fire của chúng ta sẽ nghĩ rằng là với hơn 60 triệu với chiếc âm Free Fire có 300 MW đắt không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Không hề đắt một tí nào cả, thậm chí là nó vô cùng tuyệt vời. Nếu như một chiếc âm Free Fire chúng ta sẽ nghĩ là chỉ có 350W không thì đúng, nếu chỉ một chiếc âm Free 350W không thì khéo đắt thật. Nhưng với 350W đấy là cố định thôi, nhưng với LA chúng ta có thể gọi lên hơn như thế, x đôi luôn, lên đến 700W. Vô cùng lớn. Tiếp đến đó là gì? Một chiếc âm Free Fire chúng ta sẽ tích hợp được những thứ như sau. Trong này chúng ta sẽ tích hợp được một chiếc DSP với công nghệ cao cấp nhất, có những tính năng như là FIR, FIR rồi là Dynamic Equalizer, thậm chí là tích hợp được cả những tính năng như là về Equal, về Low Cut, về High Cut, nói chung là như một chiếc DSP vô cùng đắt tiền và chuyên nghiệp. Tiếp đến nữa là đây là một chiếc âm Free Fire được tích hợp controller ở trong này rồi. Nếu như các bác quá quen thuộc với những chiếc âm Free Fire đi như là đến từ Lab Ruben Bow Shop rồi Nexo dòng 4x4 MK2 thì các bác sẽ biết ngay đó là những chiếc có âm Free Fire có preset hay còn gọi có controller ở trong đó thì nó rất mắc tiền các bạn. Nó phải vài trăm triệu một cái cơ. Thì với LA chúng ta sẽ là vô cùng tiết kiệm. Đầu tiên chúng ta mua được một chiếc DSP để có được những tính năng và công năng như này ấy, xin hứa với các bác luôn, không có cái nào là dưới 50 triệu cả. Xin hứa luôn. Nhẹ lắm phải tầm khoảng 90 đến 100 triệu để có thể mua được những tính năng và công năng như này, để có thể sử dụng với chiếc âm Free Fire bất kỳ các bác nhé. Đó là về âm Free Fire với là DSP. Vậy là với một DSP mà có được những tính năng như thế này đã là hơn chiếc âm Free Fire này rồi đã. Chúng ta chưa tính đến bộ phận công suất. Tiếp đến đó là một chiếc công suất âm Free Fire. Ở đây là made in Costa Rica luôn, một công nghệ đến từ Mỹ. Để mua được chiếc âm Free Fire 4 kênh, với mỗi kênh nó là 700W như này, có thể mắc tối đa là 700W. Xin hứa với các bác là chả có cái nào dưới 100 triệu cả. Đắt, vô cùng đắt luôn. Vậy là chúng ta chỉ tính sơ sơ hai món này thôi, gộp lại thôi để chúng ta sẽ thấy là nó rất giá trị rồi. Chỉ những người dùng tiêu dùng thông minh thì mới biết được cái giá trị của chiếc âm Free Fire khi mua vào, và những thiết bị được chúng ta được nhận lại thì mới thấy giá trị của nó vô cùng. Vậy là chúng ta cứ nghĩ là liệu là hai vấn đề đó được tích hợp vào như này, được làm như này, tại sao lại tách rời ra lại đắt đến thế, và được tích hợp này giá lại tốt thế. Thật ra với LEA ở thời điểm hiện tại, tại thời điểm mà chúng ta ở thị trường Việt Nam ấy, được rất ưu tiên về giá. Các bác mua ấy tại TechSao Việt Nam ấy, giá các bác có thể trích toàn cầu luôn. Các bác mua tại TechSao giá còn tốt hơn các bác mua ở nước ngoài rất nhiều lần. Tiếp đến là hãng hỗ trợ chúng ta, thị trường Việt Nam của chúng ta vô cùng lớn. Em đã có đàm phán với hãng để hỗ trợ chúng ta để sở hữu được những cái công nghệ như thế này, những chiếc âm Free Fire như thế này. Còn những DSP được tách rời ra, với tách rời đương nhiên rồi, cái gì tách rời ra bán thì cũng là sẽ là đắt lên rồi. Chứ còn những chiếc âm Free Fire được công nghệ đó được hãng người ta làm và người ta tích hợp được vào trong này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ được tiết kiệm về rất nhiều thứ. Nó không bị rườm rà, nó không được nghiên cứu riêng, rồi là những thiết bị tách độc lập ra với LEA. Chúng ta vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta sẽ mua được rất nhiều thứ trong này nữa. Chúng ta mua được cả quản lý nguồn, chúng ta mua được cả một chiếc wifi, LAN internet chứa đựng trong này với tốc độ vô cùng cao. Tiếp đến là chúng ta mua được cả công nghệ chúng ta điều khiển được từ xa. Chúng ta đâu nghĩ là cái chiếc âm Free Fire chúng ta đến một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi tại đây và điều khiển tại Pháp, tại Anh, tại Mỹ, tại Hồ Chí Minh đúng không? LEA làm chúng ta. Nếu mà mua được cái đấy, các bác phải biết là đầu tiên chúng phải mua phần mềm này, mua cloud này, mua rất nhiều thứ, chúng ta mất rất nhiều tiền vào, cũng chẳng làm được đâu. Nhưng với LEA làm hết các bác nhá. Đó chúng ta mới thấy nhận ra được giá trị của chiếc âm Free Fire LEA này. Nếu như các bác đang quan tâm đến những cái dòng âm Free Fire chất lượng cao nhất, tốt nhất và khai thác tối đa nhất bộ dàn âm thanh nhà các bác, hay là những đôi loa các bác đang sử dụng, thì các bác có thể
sử dụng ngay LVA các bạn nhé. Để làm sao chúng ta mua những thiết bị âm thanh, chúng ta phải mua đúng giá trị của nó, làm sao khai thác tối đa nó và hay nhất có thể. Ok, nếu như các bác đã quan tâm đến cái sản phẩm của LVA, thậm chí là để trải nghiệm những cái sản phẩm như này thực tế, các bác có thể qua trực tiếp showroom của bên em tại địa chỉ số 7 ZB2 số 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, hoặc thông qua hai số hotline của bên em, đó chính là 0933 469 555 hoặc 0942 97 9696. Các bác có thể đến trực tiếp để các bác trải nghiệm và vận hành chiếc âm Free Fire này xem nó như thế nào các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những clip review tiếp theo.